Cảm ơn sự trở lại của quý vị, và tiếp theo sau đây là phần tin thế giới. Khối Liên Âu kêu gọi mở cuộc điều tra một cách minh bạch về COVID-19. Các nhà lãnh đạo của châu Âu hôm 10 tháng 6 vừa qua đã lên tiếng kêu gọi có một cuộc điều tra tự do để truy lùng nguồn gốc đại dịch COVID-19 vốn được xác nhận lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trong lúc cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là Tổ chức WHO đó, hồi đầu năm đã bị nhiều chỉ trích. Cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng Giêng cũng như tháng 2, họ nói rằng không hiệu quả và không đi đến kết quả nào cả. Phái bộ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố hồi tháng trước và cũng đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra thứ nhì, làm thế nào để cho đúng lúc, kịp thời, minh bạch và dựa vào các bằng chứng rõ rệt. Họ nói các nhà điều tra cần được tiếp cận đầy đủ với những gì cần thiết để thật sự tìm ra nguồn gốc của đại dịch. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen. Bà đã tuyên bố như vậy tại cuộc báo ở thủ đô Brussels, nước Bỉ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu là Charles Michel cũng nói thế giới có quyền được biết chính xác những gì đã xảy ra để rút ra bài học, và cho biết Khối Liên Âu ủng hộ mọi nỗ lực. Văn bản dự thảo nói trên sẽ được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ và Khối Liên Âu vào tuần này. Có đoạn viết như sau: chúng tôi kêu gọi cuộc nghiên cứu giai đoạn 2 do Tổ chức WHO Thế giới triệu tập minh bạch, dựa vào chứng cứ và do các chuyên gia dẫn đạo để tìm hiểu nguồn gốc COVID-19, không bị can thiệp, tức là không bị một quốc gia nào đó áp lực. Ý nói là Trung Quốc, thưa quý vị. Trong khi đó thì Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ hồi tháng trước cho hay là tình báo Hoa Kỳ đang điều tra các giả thuyết khác nhau, kể cả khả năng virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Và phúc trình của Tổ chức Thế giới, tức là Tổ chức WHO, sau cuộc điều tra đầu năm nói rằng virus có thể truyền sang người từ loài rơi thông qua một động vật trung gian, và rằng rất khó có khả năng bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Thưa quý vị, các nhà ngoại giao của Khối Liên Âu thì cho rằng hậu thuẫn của khối này đối với một cuộc điều tra mới chủ yếu mang tính biểu tượng, vì Khối Liên Âu sẽ không trực tiếp tham gia. Nói đến cái điều này thì cho phép Hoàng Dung và Mai Tuấn trở lại một cái gọi là hình ảnh của Tổ chức Y tế Thế giới đó, Hoàng Dung. Hồi đầu năm, tháng 1, tháng 2 vừa qua đi vào Trung Quốc để điều tra về cái virus COVID-19 nó xuất phát từ đâu. Thì đã bị Trung Quốc giữ lại ở sân bay hay là ở chỗ nào đó 2 tuần lễ. Lấy cớ là họ bảo họ không muốn cho đi để lây lan này nào các thứ. Nhưng mà để họ sắp xếp để rồi họ nói rằng mình chỉ được đến chỗ này, được đến chỗ kia, mà không được đến chỗ này, không được đến chỗ kia. Khi em muốn đi đi lấy bản báo cáo, muốn tìm hiểu sự thật mà lại bị cấm như vậy thì có thể tìm ra được sự thật không? Dạ không. Thưa quý vị, mà phải nói đến chỗ này chúng ta lại phải ca ngợi cựu Tổng thống Donald Trump một lần nữa, đúng không? Ông đã nói rất mạnh ngay từ đầu. Ông rất bực mình mà ông nói là các anh là những người làm dò rỉ ra từ phòng thí nghiệm, chứ không phải là từ rơi hay từ gì cả. Từ cái chợ bán động vật, nó là từ phòng thí nghiệm của các anh. Và cho đến bây giờ cái hội nghị của thế giới vẫn là rất có thể Trung Quốc, một là hữu ý tạo ra cái virus này, hai là thí nghiệm mà không gọi là không cẩn thận để nó rò rỉ ra bên ngoài để đưa đến. Và cái báo cáo của Hoa Kỳ hiện nay đó là năm 2019, tức là cuối năm 2 tháng 11 năm 2019, đã có 3 nhà khoa học ở trong cái viện sinh học của Vũ Hán đã bị bệnh. Và họ đã báo cáo ngay lúc bây giờ mà chính quyền cộng sản độc tài Tập Cận Bình đã ngăn chặn và không có ngăn cản kịp thời để nó bùng ra như vậy. Cho nên là chúng ta thấy thế giới nó khó chịu cái chỗ là thế giới, và đặc biệt là Mỹ chúng ta chết nhiều. Còn Trung Quốc thì thành thơ túi rượu bầu. Bực mình không, thưa quý khán giả, các bạn ông Hoàng Dung? Dạ đúng vậy. Phải làm thế nên trốn, và đúng như cựu Tổng thống Donald Trump mới nói cách đây một vài tuần ấy, là phải bồi thường cho thế giới 10.000 tỷ Mỹ Kim. Riêng Hoa Kỳ phải bồi thường 16.000 tỷ Mỹ Kim. Lấy tiền đó phân phát cho chúng tôi, thưa quý vị. Đặc biệt cho những gia đình đã có người qua đời. Dạ đúng vậy. Mời Hoàng Dung với bản tin kế. Dạ. Khối G7 cam kết 1 tỷ liều vaccine COVID cho các quốc gia nghèo hơn. Thưa quý vị, tin từ Washington DC, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung vào phản ứng toàn cầu đối với đại dịch coronavirus vào hôm thứ Sáu, ngày đầu tiên của cuộc họp khối G7 ở Cornwall.
Anh Quốc, đồng thời đưa ra trường hợp cho khả năng ứng phó độc nhất của các tổ chức dân chủ các cuộc khủng hoảng và chênh lệch kinh tế. Khối G7, một tổ chức gồm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới, trong đó có Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ, thông báo là họ sẽ cung cấp ít nhất là 1 tỷ liều vaccine coronavirus cho thế giới. Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ cũng đã thông báo là Mỹ sẽ mua và tặng 500 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer cho các quốc gia đang gặp khó khăn về nguồn cung. Sau khi mà thông báo của Tổng thống Mỹ, thì Thủ tướng Boris Johnson cho biết là Anh Quốc sẽ cung cấp cho ít nhất là 100 triệu liều thặng dư sang các nước có nhu cầu. Và sau đây là bản tin sau cùng của Liên Hiệp Quốc liên quan đến vấn đề bạo lực ở nước Miến Điện, gọi là Myanmar. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra cảnh báo cho thấy là bạo lực ở Myanmar leo thang một cách khủng khiếp. Loan báo đã được đưa ra hôm 11 tháng 6 và cảnh báo về tình trạng gia tăng tiếp tục, cũng như lên án việc quân đội đã sử dụng vũ khí hạng nặng một cách thái quá, đồng thời thúc giục một nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn để gây áp lực với các tướng lĩnh đang cầm quyền ở Miến Điện hiện nay. Bà Michelle Bachelet cho biết là chính quyền Miến Điện không sẵn sàng thực hiện thỏa thuận 5 điểm mà họ đã thống nhất với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, hồi tháng 4 để ngăn chặn bạo lực và bắt đầu đối thoại với các đối thủ. Bà Bachelet đã yêu cầu đến thăm Miến Điện vào tháng 4 nhưng đã bị từ chối. Bà nói có những báo cáo đáng tin cậy rằng ở bang Kaya của Miến Điện, thường dân đang bị sử dụng làm lá chắn và quân đội đang pháo kích vào nhà cửa cũng như nhà thờ, khiến cho hơn 100.000 người phải chạy trốn và không có lương thực mang theo, không có nước uống sạch để uống và sống trong những điều kiện không có vệ sinh, cũng như tiếp cận nhân đạo đã bị chặn lại. Dường như không có nỗ lực nào nhằm giảm leo thang mà ngược lại là tăng cường quân đội ở các khu vực quan trọng, trái với cam kết mà quân đội đã thực hiện với khối ASEAN nhằm chấm dứt bạo lực. Đó là lời nói của bà Bachelet. Bà Bachelet được hãng tin Reuters dẫn tin và cho biết rõ ràng như vậy. Miến Điện đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi, cũng như gây ra các cuộc biểu tình và đình công hàng ngày khiến cho nền kinh tế bị tê liệt và giao tranh ở các vùng biên giới giữa các lực lượng vũ trang cũng như các lực lượng du kích và dân quân dân tộc thiểu số. Nỗ lực hòa giải của Đông Nam Á đã đạt được rất ít tiến bộ. Mai Tuấn lặp lại quý vị, đạt được rất ít tiến bộ. Các bộ trưởng ngoại giao của khối ASEAN, trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản cộng thêm vào, cũng như nhiều quốc gia khác, hồi tuần qua đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kế hoạch hòa bình đang được thực hiện tại đây. Nhưng, thưa quý vị, đặc biệt là cái cuộc họp ở Trùng Khánh do Trung Quốc triệu tập các quốc gia khối Đông Nam Á chỉ là bề ngoài, theo như nhận xét và suy nghĩ của chúng tôi, chỉ là có ý cách gọi là che mắt thánh. Chuyện đã xảy ra ở Miến Điện là do Trung Quốc đỡ đầu. Và chắc chắn chúng tôi nghĩ rằng quân đội Miến Điện sẽ không từ bỏ những cái gì họ đã nắm được, bởi vì đằng sau của họ là Trung Quốc. Cho nên người dân Miến Điện lại tiếp tục những ngày tháng ngục tù dưới sự cai trị của bàn tay sắt quân đội, thưa quý vị. Đó là một vài nhận xét của chúng tôi thêm vào với phần tin. Mời quý vị trở lại sau phần thông tin thương mại để nghe thêm một số tin về châu Á như sau. Nhật Bản sẽ bảo vệ tàu chiến của Úc theo luật an ninh mới. Đề xuất hoãn SEA Games của Việt Nam bị các nước bác bỏ.